Rồi, Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Nay ở đây mình nhận được hai thùng này, mình đã gửi xe ôm trên người ta tích trên cái phần mềm xe ôm, phần mềm be như kiểu phần mềm chạy Grab ấy. Đây, người ta gửi hai cái thùng này về. Ở đây là ở trong hai thùng này là đâu đấy là 8 củ CNC mọi người nhé. Đây, nhận được hàng. Quay cho mọi người xem. Đó. Giờ mình sẽ khui thùng nhá. Bọc hơi kỹ đây. Ây à. Hoài phết đây. Đây, hai thùng. Trời miền Bắc vẫn còn đang mưa suốt từ chiều hôm qua đến bây giờ chưa ngớt nhá, ảnh hưởng của bão đây. Rớm rồi, cậu sẽ ôm vừa đi về rồi. Đó. Đây mình sẽ để hôm nay quay, mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Khui thùng CNC khách gửi từ Bắc Giang. Đây, buổi trưa mất ngủ này, bây giờ mới là 2:15, gọi cho lúc một rưỡi nhận hàng này, mất ngủ buổi trưa vì cái hàng này. Cái hàng này thì thôi quá lặng luôn mọi người nhé, củ CNC một đống củ này thì lặng cực. Thôi mình thử kéo nó đi. Đây, mọi người xem. Công ty. Đây, cái này của công ty thủy điện Đông Á. Công ty thủy điện Đông Á. Mình xem qua thì nó là như vậy. Đây, bóc thùng ra mọi người xem. Đó. Nguyên thùng. Ui, xếp nhiều như gạch. Đây mọi người xem. Thấy chưa? Đây này, bi kẹt cứng ấy bảo không sao. Đây, bi kẹt cứng nhá. Đó. Con này bi chơi này. Rồi ok nhá. Đây toàn báo lỗi hết này. Người ta ghi báo lỗi đấy. Đây. Củ SK. Đây cho mọi người xem. Đấy. Khá là nhiều. 3 củ này. 4 củ này. Đây cái này như kiểu cũng có vết sửa ở đâu đấy. 4 củ này. Năm này. Năm củ. Ui. Nó bảo gửi cho mình 6 củ, mới về ở đây trong này quá nhiều luôn chứ không phải 6 củ. 2 4 5. Đây, mình xếp đây cho mọi người xem. 2 4 5 này. 6 này. 7 này. Nguyên một thùng là 8 củ. Chặt hết. Ok. Không nhiều vậy. Đó mọi người nhìn xem. Một hàng luôn nhá. Không ít. Đó. 2, 4, 6, 8. Đây. Bóc lốt thùng này nữa. Còn vẫn còn một thùng nữa nhá. Ui. CNC
Đây, hôi lốt thùng cho mọi người xem nhé. Đây nha. Bọc lốt thùng tiếp theo. Bục luôn. Mọi người nhìn thấy đã đủ nhiều chưa? Đây, 1 2 3 4 Cái này kẹt này. 5 Đây toàn 2,2 này. Mọi người nhìn 2,2 chục nó to hơn này. Dè nó thưa hơn này. 6 7 Thiệt quá. 3 củ nhá. Cho anh em nhìn từ xa. Đó. Máy quay trong góc máy quay còn không hết góc. 2 4 6 8 10 12 14 15 viên. 15 củ nhá. Anh em nhá. Đó. Của khách Bắc Giang gửi nhá. Gửi xe ôm về đây luôn. Rồi. Rồi, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.